Vâng, con đã lau chùi cái gì con kể mọi người nghe con lau chùi cái gì? Dạ con xin chào cha và kính chào cộng đoàn ạ. Con đến quê con ở Nam Định và giờ con đang làm ở Đồng Nai. Và dạ tên con là Maria Trần Thị Ngoan, đây con 47 tuổi ạ. Dạ. Con đến đây thì con cảm tạ lòng Chúa thương xót đã ban cho con được rất nhiều ơn. Và thế con xin kể mấy ơn gần đây là con được ơn là một ngày con đi xe trên đường sáng ngày ra con đi buôn bán thì con đi chợ, thế là con đi xe thì con bị một cái dây ga nó bị treo ga lên, thế là nó cứ chạy bay như một con ngựa, thế con không làm cách nào con dừng lại được, mà đi khoảng tầm 2 cây số thì con cứ vừa đi là con vừa kêu là lạy Chúa, xin Chúa cứu con. Và con vừa đi thì con vừa hô tất cả mọi người ở đường là dẹp ra cho tôi đi thì xe tôi nó hư rồi, tôi không thể xuống được. Con vừa đi con vừa kêu la ở trên đường tầm 2 cây số, thế là xe người ta cứ tránh với con, còn xe của con nó cứ bay đúng như một con ngựa, con không thể làm cách nào con dừng lại được. Thế đến một chỗ đấy là con cứ kêu xin Chúa, là đến một chỗ đấy nó có một cái lề đường, nó có một cái rãnh thì là con đâm thẳng xuống đấy để cho nó dừng lại. Thế mà con đâm xuống đấy thì một cái xe của con nó bẻ nó đôi ra, thế là người con chui lên được, con không việc một cái gì luôn. Chúng ta vừa mới coi phim nửa quá phim xe đứt thẳng mà nó bay 2 cây số rồi lao xuống cái ao, xuống cái ruộng, xuống cái hơi gì đó mương xe bể. Chúng ta lạnh xe bể đôi ra mà người không sao, người đi lãnh chui lên. Đời ơn thứ hai. Và ơn thứ hai là con bị một hóc một cái xương cá rất là to, dài khoảng 3 phân mà nó cứng, nó đâm nhút vào trong họng của con ấy. Thế là con không làm sao được, con đau quá mà con lặng lẽ con đứng lên là con cầu chạy vào trong, con cầu nguyện Chúa, xin Chúa cứu con, chữa cho con với. Thế là một con cầu nguyện xong một cái thì là tự nhiên một cái xương cá nó rút ra, nó từ từ nó trôi xuống ruột con từng biết. Đấy là con cảm tạ Chúa cái ơn thứ hai mà con. Con ơn đặc biệt thêm một ơn thì xe bay, một ơn thì xương cá. Rồi ơn thứ ba. Còn một ơn lớn nhất nữa là con cảm tạ Chúa thì con gia đình con cũng làm ăn trong một thời gian bị thất bại, thế là con trắng tay, con không còn một cái gì nữa. Thế con không biết làm một cái gì, trong nhà một đồng cũng có, một hộp thì không. Thế con chỉ biết kêu xin Chúa, ngửa mặt lên bàn thờ mà con cứ cầu nguyện cầu xin Chúa là chỉ có Chúa cứu con thôi. Còn con người trần là con không biết làm cách nào được. Thì Chúa đã cho con qua khỏi những lúc đi và con đã làm lại được. Hiện bây giờ là con cũng ổn định được đủ ăn á. Và con đến đây thì con cầu xin cha và cộng đoàn thương con để cầu nguyện cho con. Con ước ao lớn nhất là con không xin Chúa cho con tiền bạc gì. Con chỉ xin Chúa một điều là cho con biến đổi cho chồng con, để cho chồng con thay đổi tính nết, vì chồng con nghiện và hiện nay đang nát rượu, không làm được một cái gì nữa, cứ để cho con suốt ngày chỉ có rượu chè thôi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ chồng con bị đến nay là từ khi lấy con đến giờ là con đắm chìm trong những cái cuộc khổ sở, chỉ có một mình con lo gánh vác công việc trong gia đình, mọi việc chồng con không đỡ đần cho con được một cái gì, chỉ có rượu chè và có tiền thì cờ bạc. Đến nay là chồng con 49 tuổi thì lấy con là 20 tuổi ạ. 29 năm và đơn giản phải 29 năm, 49 tuổi mà lấy từ nhau, lấy nhau năm 20 bây giờ là 49 tuổi, là 29 năm. Chúa làm được không? Chúa làm được không? Cái xe mà bay như thế mà nó còn rồi xương cá khóc như thế mà còn xuôi được. Thì nhưng mà khó nhất, đúng thêm chị em, khó nhất là ơn hoán cải con người. Đó là một cái ơn rất lớn và đòi hỏi người vợ này phải hy sinh giống như là bà Monica. Tôi nghĩ là Monica chỉ đau khổ là vì chồng mình khô khan tội lỗi,
chồng mình chưa quay về với Chúa thôi. Còn Monica chắc là người chồng không có suốt ngày cờ bạc và rượu chè để cho một mình chị ấy phải chiến đấu với bao nhiêu là gánh nặng, như là bài đọc một chúng ta nghe là khổ dịch suốt từ sáng sớm đến chiều tối, mà cả một đời cứ khổ dịch như vậy. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì mỗi người chúng ta thấy cuộc đời mình nó vô nghĩa, vô lý vô cùng. Từ sáng sớm lại là mở mắt ra là lo ăn, rồi tối về ngủ cái sáng lại đi lo kiếm tiền, rồi lại ăn, ăn xong lại nghỉ, nghỉ xong mai lại đi cày. Cuộc sống có ý nghĩa gì không? Không. Tạ ơn Chúa vì chúng ta có lòng thương xót Chúa. Tạ ơn Chúa vì trên mình còn thời giờ mà đến đây, như là chúng ta vừa mới nói, là không phải chỉ lo lau nhà lau cửa để ăn Tết, mà mình lau chùi tâm hồn của mình. Con đã xin gọi chưa? Là con xin rồi. Đấy, anh chị em nào chưa đi xin tội thì trong tuần lễ này chúng ta cố gắng đi xin tội nha, để lau chùi cái tâm hồn của mình cho nó sạch. Đây, trời gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con về có cách nào đó con đưa cho chồng con nghe, rồi con cầu nguyện để biết đâu chồng con nghe, rồi biết đâu chồng con được ơn hoán cải. Chồng con nghe gần lúc nào dữ liệu gì thấy con cũng không nghe. Nhiều khi đi đến đây là con vẫn thiền định, thì có khi đến lúc đi gần đến xe rồi lại đổi ý, lại không đi nữa. Đấy, thì bao giờ chưa? Đã đến mấy lần rồi không ạ? Vậy chúng ta, mẹ con. Dạ. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta vẫn cứ kiên trì cầu nguyện vì người anh em ấy sẽ được ơn của Chúa để ơn biến đổi. Vì cái đó là ma quỷ sinh dữ nó đang khống chế, mà Chúa chữa lành người bệnh và Chúa xua trừ ma quỷ. Con ma men, con ma đề là hai cái con ma đó, nó quấy phá con người ta ghê gớm lắm. Nó làm cho người ta lao vào cờ bạc, nó lao cho người ta lao vào rượu chè, gọi là ma men. Ma đề thêm một con ma nữa là ma gì? Ma túy. Ba con ma đó Chúa phải xua trừ ma quỷ là như vậy. Chứ không phải chỉ quỷ dữ nó nhập vào nó gừ về chuyện thôi. Quỷ dữ nó gừ về mình biết, nhưng mà quỷ nó nhập vào con người ta có biết người ta bị quỷ nhập không? Không. Người ta có biết người ta bị ma nhập không? Không. Vẫn lo ăn chơi ma túy, ma đề, ma men. Ba cái con ma đó chỉ có lòng thương xót Chúa mới trị nổi con ma đó thôi. Ta người tặng cho con thêm cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha, và gửi tặng cho anh đang ở dưới kia, gửi tặng cho em chuỗi mừng tôi và móc khóa lòng thương xót Chúa để Chúa nhìn những anh khỏi sự dữ của ma men, ma đề. Hallelujah. Lòng mẹ.